nay mình học có tất cả là 4 tiết ha. Mình học hai bài. Bài thứ nhất là bài hormone tuyến giáp và nhóm thuốc kháng giáp tổng hợp. Giờ mấy em nhìn dùm cô coi cô để ở cái chế độ trình chiếu rồi cô di chuyển slide được không nha. Mấy em thấy cái slide có di chuyển không? Link 2. Này không biết nó bị cái lỗi gì mà vậy thôi để vậy luôn cô để nếu mà không cái chế độ trình chiếu mấy em thấy được chữ rõ không, em thấy được không, thấy được không mấy em? Tại vì không biết nó bị cái gì mà cô mỗi lần để chế độ trình chiếu di chuyển slide không được. Thì qua bài học hôm nay á, mấy em phải đạt được 3 mục tiêu. Thứ nhất là trình bày được cơ chế tác dụng, chỉ định và chống chỉ định của hai nhóm thuốc đó là T3, T4 và nhóm thuốc kháng giáp. Thứ hai là giải thích được các tác dụng không mong muốn của T3, T4 và các thuốc kháng giáp. Cuối cùng là mấy em có thể vận dụng được hai nhóm thuốc này trong điều trị những cái bệnh lý rối loạn chức năng tuyến giáp. Hai cái nhóm thuốc hôm nay chúng ta học đó là T3, T4 là cái hormone tuyến giáp dùng để điều trị những cái bệnh lý suy giáp. Còn cái nhóm thuốc kháng giáp là để điều trị tình trạng cường giáp. Thì đây là cái tuyến giáp, mà tuyến giáp thì ở trong cơ thể nằm ở cái vùng thanh khí quản. Đây mấy em nhìn thấy ở mặt trước của tuyến giáp ha. Rồi đây là cái mặt sau của tuyến giáp. Thì mấy em nhìn thấy mặt sau của tuyến giáp có các tuyến cận giáp, thấy có 4 cái tuyến cận giáp. Thì đa số là mỗi người có 4 cái tuyến cận giáp, một số người có tới 6 tuyến cận giáp. Còn tuyến giáp thì được cấu tạo bởi nhiều nang giáp. Thì đây là cấu tạo của một nang giáp, gồm có những tế bào nang giáp. Và cái tế bào nang giáp thì ở chỗ này á, ở cái nang giáp đại phu này đó là cực, là màng đáy, phía đó, phía trong này là cực đỉnh, và ở trong lòng nang giáp thì chứa cái tyrosine. Quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp á, quá trình tổng hợp T3 và T4 á, thì nó diễn ra ở tế bào nang giáp, và sau khi được tổng hợp á, thì nó sẽ dự trữ ở ở trong lòng nang giáp. Cái số lượng hormone mà dự trữ trong lòng nang giáp đó, cơ thể phải sử dụng 2-3 tháng mới mới cạn cái kho dự trữ này. Cho nên những cái trường hợp mà vì lý do nào đó mà cái việc tổng hợp hormone tuyến giáp nó bị đình trệ, thì cái những cái triệu chứng mà suy giáp đó, thì phải mất thời gian sau mình mới thấy, mới thể hiện. Hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân bị cường giáp thì mình sử dụng cái nhóm thuốc kháng giáp ức chế quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp thì cũng phải mất một thời gian sau đó, phải cạn cái kho dự trữ này đó thì mình mới thấy triệu chứng cường giáp cải thiện. Và ở xung quanh cái nang giáp này á, thì có các mạch máu và có cái đây là tế bào cận giáp, hay còn gọi là tế bào cạnh nang giáp. Thì cái tế bào cạnh nang giáp này sản xuất ra calcitonin, là một hormone để điều hòa chuyển hóa canxi ở trong cơ thể. Hormone tuyến giáp thì gồm có tetrahydrotyroidin, cái này gọi tắt là T4, trihydrotyroidin gọi tắt là T3, T4 và T3 được tổng hợp từ
được tổng hợp ở tế bào nang giáp và sử dụng cái nguyên liệu là iốt. Còn canxitonin là hormone được tạo thành từ tế bào cạnh nang giáp. Ở trong bài này nói là hormone tuyến giáp nhưng mà thực sự ra cô chỉ đề cập tới hai cái thuốc thôi, hai cái chất thôi là T4 và T3. Quá trình tổng hợp T4 và T3 diễn ra ở tế bào nang giáp. Cái nhu cầu cần iốt của mỗi người á là khoảng 150 cho tới 200 mg ngày. Cái nguồn cung cấp iốt cho cơ thể thì từ thức ăn, từ nước uống và từ một số thuốc mình sử dụng trong điều trị có iốt ở trong đó. Ví dụ như là lithium, cortisone hoặc là những thuốc cản quang ha. Và cái quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp nó diễn ra gồm các giai đoạn như sau. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn bắt iốt, kế đến là giai đoạn oxy hóa iốt, giai đoạn iốt hóa tyrosin, tức là gắn iốt vào tyrosin, và giai đoạn phóng thích T4 và T3 vào trong máu. Đây là tế bào nang giáp, đây là tế bào nang giáp ha. Đây là trong lòng nang giáp, nó chứa cái chất tyroglobulin. Thì cái quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp nó diễn ra gồm các giai đoạn như sau. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn bắt iốt, thì iốt ở trong máu á, để có thể hấp thu vào trong tế bào nang giáp á. Thì iốt ở trong máu thì cái nồng độ nó thấp hơn iốt ở trong tế bào nang giáp rất là nhiều lần, và để di chuyển cái iốt từ trong máu vào trong tế bào nang giáp á, thì ở đây ở cái cực đáy này nó có cái bơm bơm iốt. Iốt được bơm vào trong tế bào nang giáp và ở cực đáy dưới sự hiện diện của H2O2 và men peroxida, thì iốt được oxy hóa thành iốt ở dạng phân tử. Tới cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn gắn iốt vào tyrosin, tức là giai đoạn iốt hóa tyrosin. Thì cái tyrosin đó là một axit amin nằm ở trong tyroglobulin. Dưới tác dụng của men peroxida thì một iốt gắn vào một axit amin là tyrosin để tạo thành MIT là mono iodotyrosine. Hai MIT kết hợp với nhau tạo thành DIT, đó là diiodotyrosine. Rồi một MIT kết hợp với một DIT để tạo thành T3 là triiodotyronin. Và hai DIT này kết hợp tạo thành T4 là tetraiodotyronin. Thì ở trong lòng nang giáp á, gắn với tyroglobulin á, thì gồm có MIT, DIT, T3 và T4. Tới cái giai đoạn thứ tư là giai đoạn phóng thích T4 và T3 vào trong máu. Thì theo cơ chế ẩm bào á, một giọt keo tức là một giọt chứa cái chất tyroglobulin, nó gồm có MIT, DIT, T3 và T4, nó được hấp thu trở lại vào trong tế bào nang giáp. Và ở trong tế bào nang giáp này đó, dưới tác dụng của cái men ly giải protein là men K-teptase, cái men này đó, nó sẽ cắt MIT, DIT, T4 và T3 ra khỏi cái tyroglobulin. Đối với T3 và T4 thì sẽ được phóng thích vào trong máu. Còn MIT và DIT thì nó tiếp tục chịu tác động của một cái men nữa là men khử iốt, deiodinase. Men này nó sẽ cắt iốt ra khỏi axit amin là tyrosine, và iốt sẽ trở lại cái quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp. Ra những cái giai đoạn tổng hợp hormone tuyến giáp này á, mấy em đã học trong phần sinh lý rồi ha. Đây mình nhắc lại thôi. Đối với T3 đó thì có 20% là được tổng hợp ở tuyến giáp, còn 80% thì được tạo thành ở ngoài tuyến giáp.
tức là 80% á, được tạo thành ở ngoài tuyến giáp là do T4 mất một T3. Ủa, T4 mất một iốt, bị khử mất một iốt để tạo thành T3. Còn T4 thì chỉ được tổng hợp ở tuyến giáp thôi. Ở trong máu thì T4 và T3 ở trạng thái tự do chỉ một phần nhỏ thôi, còn đa phần thì nó gắn kết với protein. Trong những cái dạng gắn kết với protein đó, thì cái dạng gắn kết với alpha 2 globulin nè, thì cái T T3 và T4 đó, nó có ái lực mạnh đối với alpha 2 globulin, cho nên cái T4 và T3 nó gắn kết vào cái alpha 2 globulin là nhiều nhất. Và khi mà trong trường hợp mà mình ví dụ như bệnh nhân cường giáp đi, bệnh nhân cường giáp thì nếu mà mình sử dụng một cái loại thuốc nào đó, mình sử dụng một cái loại thuốc nào đó mà nó cũng có ái lực mạnh đối với alpha 2 globulin, thì khi đó nó sẽ đẩy T4 và T3 ra trạng thái tự do, thì lúc đó thì cái triệu chứng cường giáp nó sẽ nặng hơn, nó sẽ nhiều hơn ha. Tức là thí dụ hoặc là khi mình sử dụng mình sử dụng hormone tuyến giáp đó, và mình song song đó mình sử dụng một cái thuốc nào đó, thí dụ như aspirin chẳng hạn, nó cũng có ái lực mạnh đối với alpha 2 globulin, thì khi đó nó sẽ đẩy cái hormone tuyến giáp ra ở trạng thái tự do, thì nó sẽ làm cái tác dụng của cái hormone này nó sẽ cái tác dụng của hormone nó sẽ nhiều hơn ha. Ở trong máu thì T4 chiếm 90%, T3 chỉ chiếm 10% thôi. Nhưng mà tới tới tế bào đó thì cái dạng tác dụng chính là dạng của T3. Tới tế bào thì đa số T4 mất một iốt để tạo thành T3, cho nên cái dạng tác dụng chính ở tế bào là dạng của T3. Tác dụng của T3 và T4 thì tác dụng ở trên trên chuyển hóa. Chuyển hóa thì bao gồm hai cái quá trình là chính, là quá trình đồng hóa và quá trình dị hóa. Thì cái hormone tuyến giáp làm tăng chuyển hóa, tức là nó làm tăng cả quá trình đồng hóa và quá trình dị hóa, và nó chỉ làm tăng chuyển hóa ở cái điều kiện cơ bản thôi, tức là điều kiện mà cơ thể mình nghỉ ngơi hoàn toàn á. Năng lượng chỉ cần cung cấp cho những cái nhu cầu tối thiểu của cơ thể, thí dụ như là cái năng lượng cung cấp cho cái hoạt động của não tối thiểu, hoặc là cái hoạt động của tim mạch tiêu hóa rồi đó, tất cả những cái hoạt động ở cái mức mà ở cái điều kiện mà cơ thể nghỉ ngơi hoàn toàn đó. Nói về trên chuyển hóa protein thì nó tác dụng ở trên chuyển hóa protein thì ở liều sinh lý thì nó sẽ làm tăng tổng hợp protein, còn ở liều cao thì nó sẽ làm tăng thoái hóa protein. Cho nên mấy em thấy ở trên bệnh nhân mà bị cường giáp đó, ở bệnh nhân mà bị cường giáp đó, thì bệnh nhân ăn nhiều nhưng mà vẫn gầy ha. Như trong bệnh Bardet-Biedl đó, tác dụng trên chuyển hóa lipid thì đây là cái hormone làm tăng đường huyết. Mấy em thấy cái tác dụng là tăng hấp thu gluco ở ở ruột mà tăng thoái hóa glycogen, hai tác dụng này á, thì nó làm tăng đường huyết và làm tăng tiêu thụ gluco ở ở mô, thì cái tác dụng này làm giảm đường huyết. Nhưng mà tổng cộng mấy cái tác dụng này lại á, thì cái hormone này á, làm tăng đường huyết, và tăng đường huyết ở cái điều kiện là tăng đường huyết cái kiểu là tăng vọt lên sau khi ăn, sau đó nó nhanh chóng trở về bình thường. Tác dụng trên chuyển hóa lipid thì cái hormone này nó làm tăng thoái hóa cholesterol, phospholipid và triglyceride. Cho nên mấy em thấy bệnh nhân bị suy giáp đó. Bệnh nhân bị suy giáp đó thì tăng cholesterol đó, cho nên bệnh nhân sẽ có nguy cơ là gây xơ vữa thành mạch. Nó làm cái hormone này nó làm tăng chuyển hóa
ở trong cơ thể, và cái hóa ra chuyển hóa là những cái phản ứng hóa học ở trong cơ thể. Và khi mà những cái để thực hiện những cái phản ứng hóa học đó thì cơ thể của mình sẽ cần có những cái enzyme và coenzyme để thực hiện những cái phản ứng hóa học đó. Và đối với vitamin B1, B6, B12, vitamin C, những cái vitamin này á, nó là coenzyme để thực hiện một số cái phản ứng hóa học ở trong cơ thể đó. Cho nên nó sẽ làm tăng cái nhu cầu của cơ thể đối với cái vitamin B1, B6, B12 và vitamin C. Cho nên ở những người mà bị cường giáp á, thì bệnh nhân sẽ có cái tình trạng thiếu một cách tương đối các vitamin này. Và T3 và T4 thì có vai trò là nó chuyển caroten thành vitamin A. Cho nên ở những cái trường hợp mà bệnh nhân bị suy giáp đó, thì bệnh nhân sẽ có cái triệu chứng vàng da. Vàng da này là do tăng caroten, chứ không phải là vàng da do tắc mật. Vàng da do tắc mật thì nó vàng da này là do tăng bilirubin. Còn cái này là vàng da do tăng caroten. À, trong thời kỳ bào thai thì hormone tuyến giáp giữ vai trò là biệt hóa tổ chức. À, cho nên khi mà thiếu hormone này á, thì nó sẽ gây dị dạng bào thai. Còn trẻ em á, thì cái hormone tuyến giáp á, nó sẽ kích thích sụn liên hợp phát triển, thúc đẩy sự trưởng thành xương ở trẻ em. Cho nên là khi mà trẻ em mà thiếu hormone tuyến giáp á, thì nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển chiều cao. Và hormone tuyến giáp kết hợp với hormone GH thì nó giúp cho cơ thể phát triển một cách toàn diện, tức là phát triển về thể chất và về về tâm thần á. Tác dụng ở cái gì nè, em vô linh mục mà đừng vô nhiều quá, vô nhiều quá cái ủa cô đâu thấy mà. Cái này là linh, này là linh linh ba, cái này không phải mấy em văng ra đâu, cái này là mấy em vô thêm đó. Cô nhìn con số này là cô thấy là mấy em vô thêm đó, vô trễ là vô thêm là nó phiền lắm cho mấy em. Này không phải không, cô đã nhìn con số này là không phải là bị văng ra đâu, mà mấy em đi vô trễ á. Có, cô đang duyệt cho vô nè. Mấy em vô đúng giờ nha, mấy không vô học ở đây mà cứ vô trễ, nó cứ reo, nó báo hoài, không dạy không có tập trung được gì trơn á. Không không duyệt nữa nha. Vô trễ mà vô cứ vô lay ra hoài tới giờ này mà gần tới 2 giờ mà còn người vô nữa. Rồi thôi, bây giờ là bắt đầu học, không không có, cô không duyệt vô nữa nha mấy em. Tác dụng ở trên trên tim mạch thì cái hormone này nó làm mà tăng nhịp tim, tăng sức co bóp cơ tim, cho nên nó sẽ làm tăng huyết áp tâm thu, và cái nó làm tăng chuyển hóa, và những cái chất thải ra trong cái quá trình chuyển hóa thì nó làm giãn mạch, cho nên nó sẽ làm giảm huyết áp tâm trương. Và cái hormone tuyến giáp á, nếu mà nó ảnh hưởng tới cái huyết áp tâm thu á, thì dưới tác dụng của hormone tuyến giáp á, thì huyết áp tâm thu có thể tăng tối đa tới 20 mm thủy ngân, còn huyết áp tâm trương giảm tối đa khoảng 10 mm thủy ngân. Và cái huyết áp trung bình thì nó sẽ không thay đổi. Tác dụng trên trên thần kinh. Tác dụng trên thần kinh thì nếu mà cái hormone này sản xuất nhiều á, thì nó sẽ làm mà kích thích thần kinh trung ương, nó gây trạng thái là căng thẳng lo lắng, cho nên nó sẽ bị mất ngủ. Cái tình trạng này á, ngược lại á, ở cái người suy giáp á, thì bệnh nhân hay bị buồn ngủ, giảm trí nhớ.
tác dụng ở trên thần kinh cơ, thì nó làm tăng phản xạ gân xương. Cái tăng phản xạ gân xương này á, là do tăng dẫn truyền thần kinh qua các synapse điều khiển trương lực cơ. Thì rung tay, cái rung tay này á, thì thường rung ở đầu chi và rung với cái biên độ nhỏ và tần số lớn. Do cái biên độ nó nhỏ đó cho nên thường để khám mới thấy cái rung tay trong trường hợp cường giáp á, mấy em thấy người ta hay để cái tờ giấy trên trên bàn tay đó, người ta quan sát cái độ rung của tờ giấy đó. Cái tình trạng yếu cơ dưới tác dụng của hormone tuyến giáp đó, thứ nhất là nó làm teo cơ, làm thoái hóa protein cho nên teo cơ gây yếu cơ, hoặc cái thứ hai nữa là nó làm thay đổi cấu trúc của sợi cơ cho nên nó sẽ gây tình trạng yếu cơ. Và cái để khám cái yếu cơ này á, thì có cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu ghế đẩu á, cho bệnh nhân ngồi xổm và kêu bệnh nhân đứng dậy. Nếu mà trường hợp mà cái bệnh nhân bị yếu cái cơ tứ đầu đùi đó thì bệnh nhân sẽ không có đứng dậy, phải chống tay mới đứng dậy được, thì cái này gọi là dấu hiệu ghế đẩu dương tính. Tác dụng ở trên trên hô hấp thì nên do nó làm tăng chuyển hóa đó cho nên cái hô hấp cũng tăng theo, thì nó làm tăng chuyển hóa, tức là nó cũng cần có oxy để thực hiện cái phản ứng hóa học ở trong cơ thể, đồng thời nó thải ra CO2 và nước đó, cho nên hô hấp cũng tăng theo. Trên đường tiết niệu thì do nó làm tăng cung lượng tim đó, cho nên nó sẽ làm tăng độ lọc cầu thận và làm giảm tái hấp thu ở ống thận, có triệu chứng giống như là loại tiểu. Tác dụng trên ống tiêu hóa làm tăng tiết dịch ruột và tăng nhu động ruột. Cho nên mấy em thấy ở những cái bệnh nhân mà bị cường giáp á, thì thường sẽ có khuynh hướng tiêu chảy. Còn bệnh nhân suy giáp á, thì thường có khuynh hướng táo bón. Cơ chế tác dụng của hormone tuyến giáp. Hormone tuyến giáp là một hormone mà nó có thể đi qua được màng tế bào, tác động ở trên ti thể đó. Thì cái hormone tuyến giáp này làm tăng tổng hợp ATP. ATP á, là một dạng năng lượng hóa học. Và cái năng lượng hóa học này á, nó sẽ tác động ở tùy theo ở một số cái tế bào đích. Ví dụ như ở một số tế bào đích nó có cái bơm NA cộng K cộng ATP trên màng tế bào đó, thì khi mà cái bơm đó đó nó hoạt động thì nó cần rất là nhiều năng lượng, thì cái năng lượng này nè, cái tổng hợp năng lượng này nó sẽ cung cấp cho cái bơm đó hoạt động. Cái tác dụng nữa là nó di chuyển vào trong nhân, nó gắn vào receptor nằm trong nhân. Cái phức hợp hormone receptor sẽ gắn vào trong ADN, và nó gắn vào trong ADN và nó làm hoạt hóa gen, nó làm biểu lộ một cái đoạn gen đặc hiệu, và từ cái đoạn gen đặc hiệu á, nó sẽ tổng hợp ARN thông tin. ARN thông tin á, sẽ di chuyển ra ngoài bào tử để tổng hợp những cái protein có chức năng sinh học. Những cái protein có chức năng sinh học. Còn thí dụ ha, tùy theo ở tế bào nào mà cái protein đó là nó là cái chất gì ha. Ví dụ như cái tác dụng làm tăng chuyển hóa ở trong cơ thể, thì để thực hiện những cái phản ứng hóa học đó, thì phải cần có những cái enzyme. Thì trong trường hợp đó protein này nó là enzyme. Nó làm cái một số cái enzyme ở trong cơ thể, hoặc là em thấy cái tác dụng làm tăng nhịp tim, tăng sức co bóp của cơ tim ha. Thì cái là do cái trường hợp đó cái protein này á, nó có thể là receptor. Những cái receptor mà nó ảnh hưởng tới cái hoạt động của tim đó là receptor beta 1 ha, nó làm tăng cái số lượng receptor beta 1. Cái điều hòa sản xuất T3 và T4 ở trong cơ thể. Nhịp ngày đêm, tình trạng cơ thể bị lạnh hoặc là bị stress đó, nó tác động lên trên cái chất dẫn truyền thần kinh ở vùng hạ đồi nè, kích thích sản xuất ra hormone TRH. Và cái hormone này sắp tác động lên thùy trước của tuyến yên.
kích thích sản xuất ra tê sắt. Tê sắt nó sẽ tác động lên trên tuyến giáp, và cái tuyến giáp sử dụng nguyên liệu là iốt để tổng hợp nên T3 và T4. Khi mà lượng T3 và T4 đó, tăng tới một mức độ nào đó thì nó sẽ feedback lên tuyến yên, tinh trùng hạ đồi để ức chế sản xuất tê sắt. Đó là cái cơ chế feedback âm để điều hòa sản xuất T3 và T4. Ngoài ra đó, ở trong cơ thể còn có những cái chất khác cũng tham gia điều hòa sản xuất T3 và T4, ví dụ như cái somatostatin là cái hormone sản xuất ra ở vùng hạ đồi nè, nó cũng ức chế sản xuất, tác động lên tuyến yên, ức chế sản xuất tê sắt. Hoặc là một một số cái thuốc ví dụ như là dopamine và nhóm glucocorticoid hoặc là retinoid làm tiền vitamin A đó, những cái chất này nó cũng ức chế tổng hợp tê sắt. Còn một cái cơ chế điều hòa sản xuất T3 và T4 mà nó không phụ thuộc vô tê sắt, đó là cái nồng độ iốt vô cơ nồng độ cao. Iốt là nguyên liệu để tổng hợp lên T3 và T4. Cái nhu cầu cần iốt hàng ngày của mỗi người á, là khoảng 150 cho tới 200 mg một ngày. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng cái liều cao á, tới 5 mg một ngày, iốt 5 mg một ngày, thì nó sẽ ức chế quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp. Và cái ức chế quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp này là theo hiệu ứng Wall-Jacob. Theo hiệu ứng Wall-Jacob thì cái tên của cái hiệu ứng này đó là tên, đây là cái tên của hai nhà khoa học tìm ra cái hiệu ứng này ha. Thì trong trường hợp mà mình cung cấp iốt nhiều hơn thường ngày, giống như cái hình hình A này ha, cung cấp iốt nhiều hơn thường ngày, cung cấp iốt từ 5 mg ngày trở lên, thì nó sẽ có cái tác dụng này ha, là nó sẽ ức chế tất cả những cái quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp, và trong đó cái quan trọng nhất là nó ức chế phóng thích T3 và T4 ra ngoài máu. Ức chế phóng thích cái nhiều nhất là ức chế phóng thích T4 và T3 ra ngoài máu. Và cái hiệu ứng Wall-Jacob này á, nó chỉ có trong khoảng thời gian ngắn thôi, khoảng 2 tuần trở lại thôi. Nếu mà mình tiếp tục sử dụng cái liều cao đó kéo dài hơn nữa thì nó sẽ có hiện tượng thoát ức chế, là tất cả nó trở về bình thường hết, phóng thích trở lại bình thường hết. Nhưng mà sau đó nếu mình cứ tiếp tục sử dụng liều cao vậy thì nó sẽ gây gây cường giáp. Cho nên nếu mà mình sử dụng trong trường hợp cường giáp, mình sử dụng iốt vô cơ nồng độ cao đó, thì mình sử dụng thời gian ngắn thôi, từ 2 tuần thôi, chứ mình không được sử dụng kéo dài. Nếu mình sử dụng kéo dài đó, thì cái nó sẽ ngược lại, nó sẽ có cái tình trạng cường giáp. Ngoài ra cái nồng độ MIT và DIT nè, nồng độ MIT và DIT ở trong tuyến giáp cao đó, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc tổng hợp hormone tuyến giáp. Hormone tuyến giáp đó, thì đa số là mình thông thường thì mình sử dụng đường uống, và trong những cái trường hợp khẩn cấp thì mình sử dụng đường tiêm. Ví dụ như trong trường hợp hôn mê do suy giáp thì mình sẽ sử dụng đường tiêm. Và khi uống thì tốt nhất là uống lúc đói thì thuốc nó sẽ hấp thu tốt. Còn nếu mình uống sau khi ăn thì cái tình trạng thức ăn nó sẽ làm giảm sự hấp thu của thuốc. Tác dụng trên, nói về tác dụng chuyển hóa, cái chuyển hóa của T3 và T4 thì T4 thời gian chuyển hóa nó dài hơn, thời gian bán nguyễn nó dài hơn T3. T4 tác dụng yếu nhưng mà kéo dài, T3 thì tác dụng mạnh nhưng mà ngắn. Và T4 thì nó qua nhau thai ít, còn T T3 thì nó không qua nhau thai.
Cái này ý là quan trọng, em nhớ ha. T4 thì qua nhau thai ít, còn T3 thì không qua nhau thai. Và hai cái hormone này á, được chuyển hóa ở gan và nó được tái hấp thụ theo chu trình gan ruột. Cho nên trong những cái trường hợp cái tái hấp thụ theo chu trình gan ruột thì cái này là mấy em học trong cái phần dược lý đại cương của thầy Cười chữ nó có đề cập tới đó ha. Thì những cái thuốc nào được tái hấp thụ theo chu trình gan ruột đó, thì khi mà mình sử dụng mấy cái kháng sinh phổ rộng đó và nó có tác dụng là tiêu diệt vi khuẩn đường ruột đó, thì nó những cái thuốc này sẽ bị giảm tác dụng do nó ức chế cái sự tái hấp thu của thuốc và trở lại trong máu, thuốc sẽ mất theo đường phân ha. Chỉ định sử dụng T3 và T4, chỉ định để điều trị suy giáp, chỉ định để điều trị bú giáp đơn thuần là như thế nào ha. Thì đây nè, đây là trường hợp bình thường ha. Thì đây là trường hợp bình thường thì mình cung cấp iốt bình thường, cung cấp iốt đủ thì nó sản xuất ra T3 và T4. Khi mà lượng T3 và T4 nó tăng lên tới mức mức độ nào đó thì nó sẽ feedback lên trên trên tuyến yên để làm giảm tiết TSH ha. Rồi khi mà nồng độ T3 và T4 khi mà giảm tới mức độ nào giảm thì nó sẽ kích thích tuyến yên sản xuất TSH trở lại ha. Thì đây là cung cấp iốt bình thường và cái sản xuất TSH cũng bình thường. Còn trong trường hợp mà gọi là bú giáp đơn thuần á, thí dụ như là trường hợp cung cấp iốt thiếu, cung cấp cái nguyên liệu để tổng hợp lên T3 và T4 thiếu, thì cái lượng T3 và T4 nè nó không đủ cao để nó ức chế tuyến yên, nó không đủ cao để nó ức chế tuyến yên sản xuất ra TSH. Cho nên cái TSH này nó sẽ kích thích lên trên tuyến giáp, làm cho tuyến giáp này nó nở to ra. Cái lượng T3 và T4 này đó nó giảm nhưng mà nó chưa có ảnh hưởng nhiều đến cơ thể, cho nên bệnh nhân sẽ không có những cái triệu chứng mà của suy giáp như là phù niêm, sợ lạnh, nhịp tim chậm ha. Thì nó chưa có những cái triệu chứng của suy giáp mà chỉ là nó không đủ cao để ức chế TSH của sản xuất ra từ tuyến yên thôi, cho nên cái tuyến giáp nó nở to ra. Thì đây gọi là bệnh bú giáp đơn thuần. Và để điều trị cái bú giáp đơn thuần đó, thì mình sẽ đưa cái T4 vô điều trị để cho nó feedback lên trên tuyến yên, nó làm ức chế TSH. Thì cái tuyến giáp mà không chịu sự kích thích của TSH đó, từ từ nó sẽ nhỏ lại. Đó là cái cơ chế để điều trị bú giáp đơn thuần. Khi mà sử dụng hormone tuyến giáp á, thì những cái triệu chứng mà những cái tác dụng không mong muốn mà mình hay gặp đó là mấy em thấy cái triệu chứng giống như là bị cường giáp đó, và nó xảy ra khi mà mình sử dụng cái hormone tuyến giáp nè, cái T4 nè, cái liều thường là sử dụng cái liều cao, liều từ 150 microgram trên ngày trở lên đó, thì nó sẽ có những cái triệu chứng giống như là bị cường giáp như thế ha, là bị nóng nè, bị mất ngủ nè, bị thần kinh ở trong trạng thái kích thích, dễ xúc động ha, đánh trong ngực, hồi hộp, run tay. Nếu mà kéo dài mình sử dụng cái tác dụng này nó kéo dài, mình sử dụng kéo dài nó có thể gây run nhĩ ha, hoặc là có tác dụng đổ mồ hôi nè. Em thấy trong trường hợp mà bệnh nhân bị cường giáp, nó có triệu chứng cường giao cảm, mình khám mình sờ cái bàn tay á, nó sẽ tiết mồ hôi nhiều á, là bệnh nhân bị cơn đau thắt ngực này, là cái hormone này nó làm tăng nhịp tim á, cho nên ở những cái bệnh nhân bị suy vành nó sẽ làm nặng thêm cái cơn đau thắt ngực, và sử dụng kéo dài á, để cái tình trạng cái hormone này tăng kéo dài nó sẽ gây loãng xương, chống chỉ định ở trường hợp bệnh nhân bị đái tháo đường ha. Đái tháo đường nó làm cái hormone này làm tăng đường huyết, cho nên chống chỉ định cho những bệnh nhân bị đái tháo đường, hoặc là trên bệnh nhân bị suy vành, trên bệnh nhân suy vành đó, tức là
cái tim mình á, để cho cái tim hoạt động bình thường á, thì phải có sự thăng bằng giữa hai cái nhóm yếu tố là cung cấp oxy cho cơ tim hoạt động và cái nhu cầu sử dụng oxy của cơ tim. Thì cái bệnh lý suy vành này á, là tình trạng cái mạch máu bị xơ vữa đó, cái mạch máu bệnh nhân bị xơ vữa, trong đó có cái mạch vành đó, cho nên nó sẽ ảnh hưởng tới cái cung cấp oxy cho cơ tim hoạt động nè. Cho nên ở những cái bệnh nhân mà bị suy vành á, bệnh nhân có cái triệu chứng là cơn đau thắt ngực. Và cái đặc biệt là cái triệu chứng cơn đau thắt ngực này á, nó sẽ tăng lên khi mà mình làm việc nhiều, cái tim nó hoạt động nhiều á, thì nó làm tăng cái nhu cầu sử dụng oxy của cơ tim lên á, thì nó sẽ làm cho đau ngực nhiều hơn. Thì ở trên bệnh nhân mà mình bị suy vành đó, nếu mình sử dụng cái hormone tuyến giáp đó, nó làm tăng nhịp tim, tăng sức co bóp của cơ tim, cho nên nó sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng oxy cơ tim lên. Ở trên một cái bệnh nhân đó, mà đã có tình trạng giảm cung cấp oxy cho cơ tim rồi mà mình còn sử dụng cái thuốc làm tăng nhịp tim nữa, thì cái tình trạng suy vành này nó sẽ càng nặng hơn ha. Còn nhồi máu cơ tim thì là cái tình trạng nặng hơn của suy vành, tức là cái vùng nào đó của cơ tim nó bị thiếu máu nuôi mà tới tới mức mà nó bị hoại tử rồi đó. Thì nếu mà mình sử dụng cái thuốc làm tăng nhịp tim nữa thì nó sẽ làm cho cái vùng nhồi máu này nó lan rộng hơn, chống chỉ định cho trường hợp mà suy vỡ thượng thận. Thì để giải thích cho cái chống chỉ định cho trường hợp suy vỡ thượng thận ha, thì suy giáp thì có suy giáp nguyên phát và suy giáp thứ phát. Suy giáp thứ phát là cái tình trạng mà tổn thương ở cái vùng hạ đồi hoặc là tuyến yên ha. Tổn thương ở vùng hạ đồi thiếu hormone TRH thì nó cũng không có sản xuất được hormone tuyến giáp, hoặc là tổn thương ở cái vùng tuyến yên nè, vì lý do nào đó không có sản xuất được TSH thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc tạo hormone T3 và T4. Thì cái đó là gọi là suy giáp thứ phát, tức là tổn thương ở vùng hạ đồi hoặc là tuyến yên. Còn suy giáp nguyên phát là cái tổn thương tại tuyến giáp. Thì cả suy giáp mà nguyên phát và thứ phát nè đều phải điều trị bằng hormone tuyến giáp, đều phải điều trị bằng hormone tuyến giáp hết, là điều trị bằng T4 ha. Còn nếu mà trường hợp mà suy giáp thứ phát do suy tuyến yên đi, nhưng mà thường á, cái trên chỗ tuyến yên nè là cái nơi mà sản xuất của nhiều hormone khác, ví dụ như là hormone ACTH, là hormone hướng vỏ thượng thận, hoặc là hormone hướng sinh dục như là FSH hoặc là LH hoặc là hormone GH vân vân ha. Cho nên khi mà bệnh nhân suy giáp thứ phát mà do suy tuyến yên á, thì ít khi nào mà nó thiếu một hormone lắm, mà nó sẽ thiếu nhiều hormone kèm theo, ví dụ như mà suy giáp có kèm theo suy vỏ thượng thận nữa ha. Tức là suy tuyến yên mà thiếu TSH, thiếu ACTH, thì khi mà suy giáp mà có kèm theo suy vỏ thượng thận đó, mà mình đưa cái hormone tuyến giáp vô trước, mình đưa hormone tuyến giáp vô trước thì cái hormone tuyến giáp này mấy em thấy tác dụng nó làm tăng chuyển hóa cơ bản, làm tăng nhịp tim, tăng sức co bóp cơ tim, nó làm tăng hô hấp, nó làm tăng phản xạ gân xương, nó kích thích thần kinh vân vân. Những cái tác dụng đó giống như là một cái stress đối với cơ thể vậy đó, cho nên nó sẽ làm tăng cái nhu cầu của cơ thể đối với cái hormone của vỏ thượng thận là hydrocortisone. Thì khi đó nếu mà do đó ở những cái bệnh nhân mà bị suy giáp và có suy vỏ thượng thận á, nếu mà mình đưa cái T4 vô á, thì nó sẽ hormone tuyến giáp vô trước á, thì nó sẽ lên cơn suy vỏ thượng thận cấp ha. Do đó ở những cái bệnh nhân mà suy giáp mà có suy vỏ thượng thận á, thì mình phải điều trị cái suy vỏ thượng thận trước, tức là mình sẽ cho cái hydrocortisone vô trước khoảng 24 giờ, rồi sau đó mình mới điều trị cái hormone tuyến giáp vô sau. Tức là trong trường hợp mà bệnh nhân có suy vỏ thượng thận đó, thì phải điều trị cái suy vỏ thượng thận trước thì mới cho hormone tuyến giáp vô sau ha.
dạng thuốc được sử dụng ở trên thị trường hiện nay, thì những cái hợp chất tự nhiên, ví dụ như những cái dạng thuốc mà chiết xuất ra từ tuyến giáp trạng của động vật, như là bò, heo hay là cừu, thì những cái dạng này hiện nay gần như là không còn dùng nữa. Hiện nay đó thì mình chỉ sử dụng những cái thuốc ở dạng tổng hợp thôi. Thuốc ở dạng tổng hợp thì nó có hai dạng, dạng L và dạng D. Dạng L đó tức là dạng levo ha, còn dạng D là dạng dextro. Thì ở cái dạng L thì nó sẽ thông dụng hơn là cái dạng D, và ở Việt Nam thì mình không có sử dụng cái dạng D, cho nên ở đây trong bài này cô chỉ giới thiệu tới cái dạng L thôi, là LT4 là levothyroxine, LT3 là liotyronin, còn có một cái dạng kết hợp nữa là dạng LT4 kết hợp với LT3 là liotric. Thì giờ mình xem coi khi nào thì mình sử dụng T4, khi nào sử dụng T3 và khi nào mình sử dụng cái dạng thuốc dạng dạng phối hợp ha. Thì trong trường hợp mà điều trị thay thế, thí dụ như là suy suy giáp hoặc là bú giáp đơn thuần, mình điều trị mà trong trường hợp điều trị thay thế mà trong tình trạng không có khẩn cấp đó, thì mình sử dụng T4 rồi, sử dụng T4. Tại vì khi mình sử dụng T4 vô trong cơ thể thì đa số là T4 nó sẽ chuyển thành T3. Còn trong những cái trường hợp mà khẩn cấp như là hôn mê do suy giáp thì mình sử dụng bằng đường tiêm và mình phối hợp giữa T4 và T3. Thì khi mà trong trường hợp mà hôn mê do suy giáp, mình sử dụng thuốc này ở dạng tiêm tĩnh mạch thì mình sẽ phối hợp T3 để cho nó có tác dụng nhanh tức thì, và T4 thì nó sẽ tác dụng kéo dài sau đó. Rồi ngoài ra đó, T3 còn được chỉ định cho trường hợp mà suy giáp do thiếu cái enzyme deiodinase. Em nhớ cái enzyme deiodinase, cái enzyme này á là nó để nó cắt iốt ra khỏi tyrosine đó. Thì trong cái T4 á, mà chuyển thành T3 ở ngoại biên đó, thì nhờ cái enzyme này nè, nó chuyển T4 thành T3 ở ngoại biên á, mà trong trường hợp mà thiếu cái enzyme này đó thì T4 nó không chuyển thành T3 được, và cái tác dụng ở tế bào là tác dụng chính là tác dụng của T3, cho nên thiếu cái men này thì nó cũng thể hiện cái suy giáp. Cho nên suy giáp mà thiếu cái enzyme deiodinase thì mình cũng điều trị bằng T3 hoặc là điều trị thử. Điều trị thử có nghĩa là thí dụ như ở một người nào đó mình nghi ngờ là bị suy giáp, nghi ngờ là bị suy giáp, mà trong trường hợp đó người ta chưa có ở cái nơi mà không có cái xét nghiệm TSH hoặc là xét nghiệm FT4 đó, nồng độ T4 tự do trong trong máu đó, thì người ta sẽ cho cái hormone tuyến giáp điều trị thử ha, để nếu mà đúng là suy giáp đó, thì cái triệu chứng cường giáp đó, cái triệu chứng suy giáp đó, thì nó sẽ cải thiện. Thì khi đó, đó khi mà quyết định điều trị thử đó thì người ta sẽ chọn cái T3, tại vì cái T3 nó sẽ có ưu điểm trong cái trường hợp điều trị thử đó, tức là nó tác dụng T3 tác dụng mạnh và ngắn, do đó khi mà bệnh nhân bị suy giáp mình sử dụng T3 nếu mà đúng là suy giáp thì cái triệu chứng suy giáp nó sẽ cải thiện rõ. Còn nếu mà không phải là suy giáp thì những cái tác dụng phụ khó chịu do cái hormone tuyến giáp đó, ví dụ như là đánh trong ngực, hồi hộp hay là run tay hay là nóng đó, những cái triệu chứng khó chịu đó thì nó sẽ nhanh hết ha, tại vì T3 nó tác dụng mạnh nhưng mà ngắn ha, do đó khi cái T3 là người ta chọn để điều trị thử trong trường hợp mà bệnh nhân bị suy giáp. Còn cái dạng phối hợp là phối hợp giữa T4 và T3 thì khi mà người ta đưa vô điều trị thử á, khi mà điều trị thay thế á, khi mà đưa một cái loại hormone nào vô để điều trị thay thế á, thì người ta muốn là nó sẽ tác dụng giống giống với sinh lý bình thường,
tức là giống như sinh lý bình thường đó, thì trong cơ thể mình phải có T4 và T3, nồng độ lớn là của T4 và nồng độ nhỏ là của T3, cho nên cái dạng phối hợp này theo cái những cái tỷ lệ là 4:1, 5:1 hoặc là 7:1, cái tỷ lệ lớn là tỷ lệ của T4, còn cái tỷ lệ nhỏ này là tỷ lệ của T3 ha. Và thì người ta nghĩ vậy, nhưng mà sau khi cái sử dụng cái thuốc này một thời gian á, thì cái dạng phối hợp này nó không có khác gì với cái T4 hết, nó không, người ta thấy nó không có khác gì với T4 á. T4 khi mình sử dụng á, thì đưa vô trong cơ thể thì đa số T4 nó cũng sẽ được chuyển thành T3. Mà cái dạng phối hợp này á, thì nó sẽ mắc hơn, những thuốc mà ở dạng phối hợp nó sẽ mắc hơn là dạng dạng đơn chất ha. Vì lý do đó, đó cho nên cái Liotrit này nó không có thông dụng như là cái T4. T4 là thông dụng hơn ha, nhưng mà nếu mà nó hoàn toàn không có ích gì á, thì nó đâu có tồn tại được ở trên thị trường. Thì cái dạng phối hợp này á, nó sẽ ở một số người á, bị suy giáp, mà khi người ta sử dụng cái hormone tuyến giáp mà nó có một cái tỷ lệ nhỏ phối hợp T3 vô trong nè, thì cái triệu chứng suy giáp nó sẽ cải thiện tốt hơn, nó cải thiện nhanh hơn ha. Thì ở những người đó thì mình sẽ sử dụng cái dạng phối hợp ha. Tuy nhiên cái dạng này nó không thông dụng, nó không thông dụng, tại vì đa số người ta sử dụng T4 thì người ta thấy là nó cũng bình thường, mà nó rẻ tiền hơn ha. Do đó cái dạng T4 là cái dạng thuốc và phổ biến. Khi mà sử dụng hormone bon tuyến giáp á, thì người ta luôn luôn là người ta bắt đầu từ cái liều nhỏ, cái nhu cầu cần cái hormone tuyến giáp là khoảng 150 cho tới 200 mg một ngày, nhưng mà mình luôn luôn mình sử dụng, mình bắt đầu từ cái liều nhỏ, mình bắt đầu từ cái liều liều nhỏ, sau đó đó mình sẽ tăng dần lên, theo dõi cái mình làm một cái xét nghiệm theo tê sắt, theo dõi cái xét nghiệm tê sắt để mình sẽ điều chỉnh cái liều của hormone tuyến giáp. Thì thường thì người ta sẽ thay đổi liều khoảng 4 tới 6 tuần, ta phải sẽ tăng liều lên lần và duy trì sao mà cho cái nồng độ tê sắt nó nằm ở trong khoảng từ 0,6 cho tới 4,6 micro đơn vị trên 1 ml. Cái thuốc cái hormone tuyến giáp này khi mình sử dụng trên cái người lớn tuổi, cái người từ 60 tuổi trở lên đó, thì ở những người mà từ 60 tuổi trở lên, những người lớn cao tuổi đó thì hay có bệnh lý mạch vành, cho nên ở những người mà cao tuổi này á, nếu mà có sử dụng hormone tuyến giáp á, thì phải kiểm tra những cái triệu chứng tim mạch, làm điện tim trước khi điều trị ha. Nếu mà có bệnh lý mạch vành hoặc là có nhồi máu cơ tim á, mà bệnh nhân có suy giáp nữa, thì phải khi mà sử dụng hormone tuyến giáp á, thì phải thiệt là thận trọng ha. Thông thường thì những cái trường hợp này á, tình huống này á, thì người ta sẽ cho bệnh nhân nhập viện rồi người ta sử dụng hormone tuyến giáp ở cái sử dụng T4 ở cái liều liều thấp, rồi sẽ tăng liều chậm, và người ta đồng thời người ta cũng điều chỉnh cái liều thuốc để điều trị bệnh bệnh lý mạch vành ha, điều trị tình trạng suy vành. Người ta sẽ điều chỉnh cái liều thuốc để điều trị bệnh lý suy vành. Và có những cái tình huống là bệnh nhân chưa hết suy giáp, nhưng mà khi mà mình tăng liều của cái T4 lên đó, thì bệnh nhân có cái triệu chứng đau ngực, cái bệnh lý mạch vành nó tăng lên. Thì trong những cái tình huống đó, đó thì người ta sẽ chấp nhận là chỉ điều trị thay thế một phần thôi, có thể là bệnh nhân vẫn còn suy giáp nhưng mà mình không thể tăng liều của cái T4 lên được. Khi mà sử dụng hormone tuyến giáp đó, thì mình cần theo dõi về mặt lâm sàng đó, thì mình theo dõi kích thước tuyến giáp. Ví dụ như trong trường hợp mà bệnh nhân bị
suy giáp đó, thì cái kích thước mình khi mình sử dụng nó thì cái kích thước tuyến giáp nó từ từ nó sẽ nhỏ lại, hoặc là bệnh nhân bị bú giáp đơn thuần thì cái tuyến giáp từ từ nó cũng sẽ nhỏ lại. Còn theo dõi cân nặng, nếu mà quá liều thì bệnh nhân sẽ bị giảm cân ha, quá liều thì nó sẽ làm tăng nhịp tim nè. Còn nếu mà hoặc là trên đường tiêu hóa quá liều thì nó có thể ảnh hưởng, thì nó có thể gây tiêu chảy. Còn cận lâm sàng thì trong trường hợp mà sử dụng hormone tuyến giáp để điều trị, ví dụ như suy giáp nguyên phát, suy giáp nguyên phát thì cái theo dõi chủ yếu là ta theo dõi cái TSH. Còn suy giáp thứ phát thì cái nồng độ TSH này nó không có thay đổi gì được, cho nên ta sẽ theo dõi bằng cái nồng độ FT4 và T4 tự do trong máu. Đây là trường hợp suy giáp bẩm sinh. Suy giáp bẩm sinh nếu mà mình phát hiện kịp thời trong vòng 2 tuần đầu, mình điều trị đủ hormone tuyến giáp, cung cấp đủ hormone tuyến giáp thì nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái sự phát triển về thể chất và thần kinh ha. Tức là trong 2 tuần đầu nếu mà mình phát hiện cái tình trạng suy giáp mà mình điều trị đầy đủ thì nó sẽ phục hồi về những cái chức năng về thần kinh và thể chất. Thì nói vậy chứ cái suy giáp mà bẩm sinh nè, có nhiều khi nó không rõ ràng thì mình sẽ không mình sẽ phát hiện trễ đó, tại vì nó có những cái triệu chứng, nó có những cái triệu chứng mà nó giống như em bé sơ sinh đó. Ví dụ như những cái em bé mà bị suy giáp thì thường nó hay nằm ly bì, nó ít có quấy khóc lắm. Nhưng mà ở một số bé đó thì ở cái thời gian sơ sinh đó, nó cũng ngủ nhiều, nó cũng ít quấy khóc ha. Rồi cái thứ hai nữa là cái ở trong trường hợp suy giáp thì cái mô mềm ấy, nó phát triển nhiều, cho nên mình nhìn cái hình ảnh em bé nó sẽ mũm mĩm hơn bình thường. Thì cái em bé bình thường, cái trẻ sơ sinh đó, thì cái hình dáng bên ngoài nó cũng đã à, cái nó cũng mũm mĩm hơn bình thường rồi ha. Hoặc là nếu mà mình thấy rõ nữa thì cái lưỡi của nó to ra, cho nên cái miệng nó không ngậm khít ha, hoặc là nó ngủ ngáy ha. À, rồi những cái triệu chứng khác nữa là ở em bé sơ sinh đó, thì mình thấy nó có cái triệu chứng cường cơ đó. Tức là em thấy không bao giờ em bé nó nằm bệt ra giống như người lớn hết trơn, mà cái tay chân nó co lên đó, gọi là cái triệu chứng cường cơ sinh lý đó. À, thì khi mà em bé sơ sinh đó, nó bị nhược cơ cho nên nó nằm xuôi ra giống như người lớn. Đây là cái hình ảnh em bé bị suy giáp bẩm sinh nè. Cái hình này, hình A này là chưa điều trị nè, cái hình B này là điều trị rồi, mình thấy cái vẻ mặt linh hoạt hơn, thấy rõ ha. Rồi đây là cái người bị cường giáp, đây là người bị suy giáp ha. Mình thấy cái bệnh nhân bị cường giáp, cái vẻ mặt ở trong trạng thái kích thích ha. Bệnh nhân này bị cường giáp do 3 giờ đô đó, cho nên nó có bị lòi mắt. Còn đây là bệnh nhân này bị suy giáp nè, thì mình thấy nhìn cái vẻ mặt không, gọi là cái vẻ mặt này gọi là vẻ mặt vô cảm ha. Bệnh nhân bị phù nêm ha, bị vàng da ha, tóc khô dễ rụng dễ gãy ha. Mấy em nhìn đây nè, hai cái hình này em thấy rõ nhất nè. Hình A này là bệnh nhân bị suy giáp nè, sau hình B là sau khi điều trị khỏi nè, nó rất là khác ha. Cái vẻ mặt của hình B nè, bệnh nhân linh hoạt hẳn hơn ha. Còn đây là cái hình ảnh bú giáp đơn thuần, tức là chỉ có cái bú ở tuyến giáp thôi, tuyến giáp nó chỉ to lên thôi, ngoài ra bệnh nhân không có triệu chứng gì của suy giáp hết. Mà nếu mà tuyến giáp nó to lên quá đó thì nó có thể chẹn nhiều cái thực quản, sẽ gây khó nuốt. Đây là bú giáp đơn thuần mà bú lan tỏa, nó to cả hai thì tuyến giáp. Còn đây là bú dạng nhân, nếu mà một nhân thì gọi là bú đơn nhân, còn nếu mà nhiều nhân thì gọi là bú đa nhân. Thường thì khi mà tuyến giáp, cái bú giáp mà nó to lên cỡ này rồi á, mình điều trị nội đó thì nó cũng không trở về bình thường.
nó nhỏ lại chút thôi chứ nó không trở về bình thường. Trường hợp mà bú nó to khoảng 1A, 1B đó thì mình điều trị nó cái tuyến giáp nó có thể trở lại bình thường đó. Hoặc là những cái trường hợp mà bú dạng nhân nè thì chỉ có mổ thôi, mổ phẫu thuật thì mới trở về bình thường. Giờ mình tới một cái nhóm thuốc ngược lại với cái nhóm thuốc mình mới vừa học ha, là nhóm thuốc kháng giáp. Cái nhóm thuốc kháng giáp này thì có cái nhóm quan trọng nhất hôm nay mình có đề cập tới là cái nhóm thuốc kháng giáp tổng hợp, tức là các tionamic. Cái nhóm tionamic này thì gồm có nhóm tioragin và nhóm tioimidazole. Cái nhóm tionamic này, cái cơ chế tác dụng của nó đó là nó ức chế cái enzyme peroxidase đó, cái ức chế cái enzyme peroxidase cho nên nó ức chế quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp. Thì mấy em nhớ là cái hormone để thực hiện quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp thì gồm có một giai đoạn gì? Giai đoạn bắt iốt, giai đoạn oxy hóa iốt, giai đoạn iốt hóa tyrosin, giai đoạn phóng thích T4 và T3 vào trong máu. Thì đây á, nó sẽ ức chế hai cái giai đoạn là giai đoạn oxy hóa iốt và iốt hóa tyrosin. Thì những cái thuốc này nè, nó khi mà bệnh nhân bị cường giáp thì khi sử dụng nó có cải thiện cái triệu chứng cường giáp nhanh không? Thì cái nó không có cải thiện triệu chứng cường giáp mà nhanh ha. Khi mình sử dụng vô thì nó ức chế quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp liền rồi, nhưng mà cái triệu chứng cường giáp thì phải mất vài tuần thì nó mới bắt đầu cải thiện cái triệu chứng cường giáp. Tại vì khi mà cạn cái kho dự trữ trong lòng nang giáp rồi thì nó mới mới bắt đầu cải thiện triệu chứng cường giáp. Cho nên cái thuốc này khi mình sử dụng khoảng 3 4 tuần thì cái triệu chứng cường giáp nó mới thấy bắt đầu cải thiện. Đây nè, cái giai đoạn tổng hợp hormone tuyến giáp nè, em thấy cái giai đoạn A nè là giai đoạn bắt iốt nè, cái giai đoạn B với lại giai đoạn C nè là giai đoạn oxy hóa iốt và iốt hóa tyrosin nè, giai đoạn D nè là giai đoạn phóng thích T4 và T3 vào trong máu nè, và giai đoạn E nè, cái giai đoạn E này là giai đoạn mà dưới tác dụng của cái men deiodinase nó cắt iốt ra khỏi tyrosin đó để trở lại tổng hợp hormone tuyến giáp nè. Hoặc là cái giai đoạn mà T4 chuyển thành T3 nè, là cái giai đoạn này gọi là giai đoạn F nè. Thì cái giai đoạn này là xảy ra chủ yếu ở ở phía bên ngoài tuyến giáp. Thì bất kỳ cái thuốc nào mà nó sẽ tác động lên những cái khâu này, cái giai đoạn này á, thì nó đều ức chế tổng hợp hormone, có tác dụng ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp. Thì đối với cái tionamide nè thì nó ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp ở cái giai đoạn B với lại giai đoạn C là oxy hóa iốt và iốt hóa tyrosin ha. Còn thí dụ như ở cái giai đoạn A nè, những cái ion một số cái ion âm mà nó giống giống với iốt thì nó ức chế cái tổng hợp hormone tuyến giáp ở giai đoạn bắt iốt nè. Hoặc là ở cái giai đoạn D là giai đoạn phóng thích T4 và T3 vào trong máu, thì những cái chất như là colchicine là lithium nè, hoặc là iốt vô cơ nồng độ cao nè, thì nó ức chế cái nó tác động lên cái khâu phóng thích T4 và T3, đó là giai đoạn D nè. Hoặc là cái giai đoạn E nè, cái giai đoạn E là thí dụ như cái thuốc dinitrotyrosin. À, thì nó ức chế cái men khử iốt, nó ức chế cái men khử khử iốt đó, cho nên nó sẽ ức chế cái iốt mà nó trở lại quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp nè. Hoặc là một số thuốc nó ức chế T4 chuyển thành T3 ở ngoại biên ở F nè, thì nó sẽ ức chế quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp. Nói tóm lại là để ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp thì nó có thể tùy theo cái loại thuốc mà nó có thể tác động ở cái giai đoạn A, giai đoạn B, C, D, E hoặc F. Giờ nói về cái nhóm mà thuốc, những cái thuốc mà nó cũng có tác dụng ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp ha. Thì thứ nhất là những cái ion
những cái dòng HCN trừ nè, CNO4 trừ, NO3 trừ, BF4 trừ ha. Những cái dòng này nè nó có một số cái đặc điểm mà giống như iốt, như là cùng có quá trị âm 1, cùng kích thước, cùng có cái tính chất dễ hút ẩm ha. Cho nên khi mà những cái iốt này á nó hiện diện ở trong máu nhiều, thì nó sẽ có tác dụng là đối kháng cạnh tranh với iốt, tức là nó tác động ở cái giai đoạn bắt iốt nè. Bởi vì khi mà mấy em nghe nói là có những cái loại thức ăn nào đó mình ăn vô thì nó sẽ dễ bị bú cổ, ví dụ như cái chất HCN trừ nè, cái chất này nó có trong khoai mì nè, khi mình ăn nhiều đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp ở cái giai đoạn mà bắt iốt đó. Iốt vô cơ nồng độ cao ha, sử dụng cái iốt vô cơ nồng độ cao để ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp đó, thì mấy em nhớ là cái hiệu ứng Bonchakov á, hiệu ứng Bonchakov ở trên cái hình này thì nó ức chế ở cái giai đoạn này nè, ở cái giai đoạn D nè, là giai đoạn phóng thích T4 và T3 vào trong máu nè, thì trong đây có những chất nè, thì trong đây mấy em thấy có cái iốt nè, thì cái iốt là nguyên liệu để tổng hợp nên nên hormone tuyến giáp. Cái nhu cầu cần của mình là khoảng 150 cho tới 200 mg ngày, nhưng mà nếu mà mình sử dụng tới cái liều cao tới 5 mg ngày thì nó có tác dụng là ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp. Và mấy em nhớ cái tác dụng ức chế này nó chỉ có khi mà mình sử dụng khoảng 2 tuần trở lại thôi ha. Và thường á, để dùng cái iốt mà để ức chế tổng hợp hormone tuyến tuyến giáp á, thì người ta sẽ sử dụng cái liều 50 cho tới 100 mg ngày ha. 50 cho 100 mg một ngày mà mình sử dụng tối đa khoảng 2 tuần thôi. Và nếu mà sử dụng ở dạng uống thì dạng ở dạng muối kali, còn sử dụng mà đường tiêm thì người ta sử dụng iốt ở dạng muối natri. Cái iốt vô cơ nồng độ cao này á mình sử dụng để ức chế phóng thích T4 và T3 vào trong máu, và nó làm giảm tăng sinh mạch máu ở tuyến giáp. Nó là ức chế phóng thích T4 và T3 vào trong máu, cho nên cái thuốc này nó sẽ có tác dụng nhanh. Nếu mà chỉ ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp ở những cái giai đoạn khác đó, thì nó sẽ tác dụng không có nhanh, nhưng mà ở ức chế phóng thích T4 và T3 vào trong máu thì nó sẽ có tác dụng nhanh, và nó làm giảm tăng sinh mạch máu ở ở tuyến giáp. Thì mấy em thấy trong trường hợp bệnh nhân bị cường giáp, thì bệnh nhân sẽ có cái mình đặt cái ống nghe lên trên cái tuyến giáp sẽ nghe cái âm thổi tâm thu, ha, đó là tình trạng tăng sinh mạch máu ở ở tuyến giáp. Thì khi mà mình sử dụng cái iốt vô cơ nồng độ cao thì nó sẽ làm giảm cái tình trạng tăng sinh mạch máu ở ở tuyến giáp. Để chỉ định trước khi phẫu thuật tuyến giáp để điều trị cường giáp thì có ba cái phương pháp điều trị chính, là điều trị nội là bằng cắt tia onamide, điều trị bằng phẫu thuật mổ cắt bỏ chỉ chừa lại một phần tuyến giáp thôi, rồi cái điều trị bằng iốt phóng xạ. Và khi mà nếu mà mình chọn cái phương pháp là phẫu thuật, thì thường người ta sẽ trước khi phẫu thuật thì người ta sẽ sử dụng iốt vô cơ nồng độ cao điều trị trước khoảng 2 tuần để làm giảm tăng sinh mạch máu ở tuyến giáp, để khi mổ bóc tách cho dễ, với lại dễ nó giảm chảy máu, hoặc là chỉ định trong những cái trường hợp như là cơn bão giáp, tức là cơn cường giáp cấp đó. Thì mình sử dụng cái iốt vô cơ nồng độ cao á, thì nó làm giảm cái triệu chứng cường giáp nhanh ha. Hoặc là trong những cái tình huống mà bệnh nhân bị cường giáp nhưng mà mình muốn giảm cái triệu chứng cường giáp cho nhanh đó, thì mình cũng sử dụng iốt vô cơ nồng độ cao. Tác dụng phụ nó có thể gây viêm tuyến nước bọt, hoặc là nó có những cái triệu chứng giống như là mình
điều trị mấy cái gọi là bệnh huyết thanh đó, mình sử dụng mấy cái loại huyết thanh để mình điều trị bệnh đó, ví dụ như là huyết thanh để điều trị uốn ván hoặc là bạch hầu đó, thì nó sẽ có cái tình trạng như là phù mạch, khó thở, xuất huyết dưới da, hoặc là bị sốt, đau khớp, hoặc là tăng bạch cầu ái toan. Nó giống như là những cái bệnh tác dụng phụ do những cái trường hợp mình sử dụng mấy cái huyết thanh để điều trị bệnh. Cái nhóm thuốc thứ ba có tác dụng ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp, đó là iốt phóng xạ, iốt 123 hay là iốt 131. Cái cơ chế tác dụng của cái iốt phóng xạ này á, là mình đưa vô á, thì những cái iốt phóng cái chất phóng xạ này nó sẽ tập trung vô trong tế bào tuyến giáp, nó làm sẽ phá hủy các tế bào tuyến giáp. Những cái tuyến giáp nào mà nó tăng hoạt động, nó tăng sản xuất hormone đó, thì nó sẽ làm tăng cái độ tập trung của cái chất phóng xạ này. Và khi mà cái chất phóng xạ này tập trung vô trong tuyến giáp đó, thì nó sẽ có tác dụng phá hủy tế bào tuyến giáp. Sử dụng iốt phóng xạ thì thường được chỉ định cho những cái trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi ha, hoặc là bệnh nhân cường giáp mà người ta có chỉ định phẫu thuật. Thí dụ như là cái tuyến giáp nó to và bệnh nhân cái tình trạng cường giáp nó tái phát nhiều lần, mà bệnh nhân có thể trạng yếu không cho phép phẫu thuật, thì mình sử dụng cái iốt phóng xạ. Cái iốt phóng xạ này mình điều trị nó ít ít có xâm lấn như là cái phẫu thuật ha, hoặc là chỉ định là trường hợp là u độc tuyến giáp. U độc tuyến giáp á, là mình tức là bệnh nhân sẽ có một cái trên tuyến giáp á, sẽ có cái khối u, và cái khối u đó nó sẽ tăng sản xuất T3 và T4, nó sẽ gây cái hiệu chứng cái hội chứng cường giáp, và cái nồng độ T3 và T4 trong máu nó sẽ tăng lên, tăng cao thì nó sẽ ức chế cái T sắt, nó ức chế T T sắt, cho nên làm giảm cái T sắt, thì giảm T sắt đó, thì những cái mô xung quanh ngoài cái khối u đó thì nó sẽ làm giảm cái độ tập trung của iốt, nó làm giảm cái độ tập trung của iốt, và cái chỉ có cái nơi mà cái khối u đó nó hoạt động đó, thì cái chất phóng xạ nó cho nó tăng sản xuất hormone đó, cho nên nó sẽ kéo iốt, nó sẽ tập trung cái chất phóng xạ vô đó nhiều hơn, và nó chỉ tiêu diệt cái khối u thôi, thì khi đó cái nguy cơ suy giáp nó sẽ thấp ha. Thí dụ như vậy, ví dụ như mình sử dụng cái iốt phóng xạ để chẩn đoán, thì mình đưa cái iốt vô, thì ví dụ như bình thường nè, mình iốt nó sẽ tập trung đều ở trên trên cái tuyến giáp, và trong trường hợp cái bệnh lý mà cường giáp, mà bệnh bệnh Graft, hoặc là mình gọi, còn gọi cái tên khác là bệnh Bardet-Biedl đó, là bệnh nhân có tình cái cả hai thùy của tuyến giáp nó tăng hoạt động, nó tăng sản xuất hormone đó, thì khi đó nó sẽ làm tập trung cái độ cái iốt phóng xạ vô đây nhiều nè, nó tập trung iốt vô đây nhiều nè, nó sẽ tập trung iốt vô đây nhiều nè, cái vùng nào mà cái tế bào tuyến giáp nó hoạt động nhiều thì nó sẽ tập trung vô vô đó nhiều. Thì trong trường hợp mà u độc tuyến giáp, cái u độc này là có nhiều khối u độc ha, ví dụ như trong trường hợp đây á, cái khối u này á, nó tăng sản xuất T3 và T4, nó không có phụ thuộc vô T sắt, thì cái nó làm cho lượng T3 và T4 là nó tăng cao trong máu, và khi mà tăng cao trong máu thì nó sẽ feedback lên trên cái tuyến yên á, nó làm giảm T sắt á, thì những cái mô xung quanh là nó sẽ làm giảm tổng hợp hormone tuyến giáp. Thì khi mình đưa iốt vô đó, mình sẽ thấy nó thể hiện là cái độ tập trung của iốt đây nó ít, và chỉ có cái khối u này nó hoạt động nhiều, nó sản xuất hormone nhiều, cho nên nó sẽ tập trung cái iốt nhiều. Và trong trường hợp u độc tuyến giáp này á, mình điều trị bằng cái chất phóng xạ đó, thì cái chỗ mà nó tăng hoạt động đó, thì nó sẽ tập trung cái chất phóng xạ vô đây, nó sẽ tiêu diệt cái khối u này. Thì trong khi đó, thí dụ như trong trường hợp mà bệnh Graft,
hoặc là bệnh ba giờ đô đó, thì nguyên cả cái hai thùy của tuyến giáp nó đều hoạt động hết, nó đều tăng hoạt động hết, thì mình đưa cái chất phóng xạ vô nó tập trung hết trơn trên nguyên cái tuyến giáp, thì cái nguy cơ suy giáp nó sẽ rất là lớn nha. Cái nguy cơ suy giáp nó còn, trong trường hợp cái khối u này nó chỉ có một cái khối u nó hoạt động khi mình đó mình điều trị bằng iốt phóng xạ thì cái nguy cơ suy giáp nó sẽ thấp hơn ha. Hoặc là ung thư tuyến giáp thì cũng có chỉ định bằng iốt phóng xạ. Cái iốt phóng xạ chống chỉ định ở trên phụ nữ mang thai ha, chống chỉ định tuyệt đối ở trên phụ nữ mang thai ha. Ở trên phụ nữ mang thai thì khi mình sử dụng cái iốt phóng xạ, thứ nhất là sợ đột biến gen, với thứ hai nữa là mình sợ là nó sẽ nó tập trung, cái chất phóng xạ này nó tập trung trên tuyến giáp của bào thai, nó sẽ làm suy giáp của bào thai đó. Còn đối với trẻ em á, thì khi mà cần sử dụng iốt phóng xạ thì phải phải cân nhắc ha, tại vì cái liệu pháp mà sử dụng cái iốt phóng xạ này á, cái nguy cơ lớn nhất của cái sử dụng cái iốt phóng xạ này là gây suy giáp nha. Cái sử dụng iốt phóng xạ đó thì cái tình trạng cường giáp đó, nó sẽ chắc chắn là nó hết, nhưng mà dần dần nó sẽ tới suy giáp. Ví dụ như mình đưa vô mình điều trị đó thì hết suy giáp, nhưng mà tới mỗi một năm sau đó, thì có một số tế bào tuyến giáp nó bị phá hủy, thì cái nguy cơ suy giáp 5% cộng dồn đến tới lúc nào đó suy giáp là chắc chắn. Cho nên ở trẻ em á, thì cái đời sống nó còn dài lắm, khi mình sử dụng cái iốt phóng xạ thì tới lúc nào đó nó bị suy giáp á, thì khi đó là mình sử dụng cái hormone thay thế vô đó. Cái thời gian điều trị hormone thay thế vô nó sẽ kéo dài ha. Cho nên đối với trẻ em mà sử dụng iốt phóng xạ để điều trị thì mình phải thật là cân nhắc. Và trong những cái trường hợp mà bệnh nhân điều trị, mình quyết định điều trị bằng iốt phóng xạ đó, thì trước khi điều trị iốt phóng xạ 2 tuần đó, mình không được cho iốt vô cơ nồng độ cao vô ha. Tại vì khi mình cho iốt vô cơ nồng độ cao vô đó thì cái iốt nó tập trung ở trong trong tuyến giáp, và tới khi mình sử dụng iốt phóng xạ thì nó sẽ làm giảm độ tập trung của iốt phóng xạ, khi đó tác dụng của cái iốt phóng xạ nó sẽ giảm. Mình trở lại cái nhóm thuốc Thionamide ha, là cái nhóm thuốc ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp. Cái thuốc cái Thionamide này nó có nguồn gốc từ tổng hợp ha. Thì gồm có hai nhóm là nhóm tiourazine và nhóm thioimidazole. Thì cái nhóm tiourazine này đó, hai thuốc thông dụng là benzine tiourazine và propyl tiourazine. Thì cái propyl tiourazine viết tắt là BTU, cái thuốc này ngoài cái cơ chế tác dụng là ức chế cái giai đoạn oxy hóa iốt và iốt hóa tyrosine, thì nó còn ức chế T4 chuyển thành T3 ở ngoại biên. Cho nên cái nhóm mà Thionamide này, trong cái nhóm Thionamide này thì cái BTU là cái thuốc mà nó cải thiện triệu chứng cường giáp nhanh nhất trong cái nhóm Thionamide. Cái nhóm là thioimidazole thì mấy em khỏi cần nhớ tên những cái thuốc ở trong trong cái dấu ngoặc ha, mấy em chỉ nhớ hai cái thuốc chính là metimazole và carbimazole. Carbimazole cái này là nó là tiền dược của metimazole. Và cái nhóm mà thioimidazole này nó có tác dụng trung bình là mạnh gấp 10 lần so với nhóm tiourazine. Và cái nhóm mà thioimidazole này thì nó dễ dễ dị ứng hơn là nhóm mà tiourazine. Ngoài những cái tác dụng phụ chung của hai nhóm thì cái nhóm mà thioimidazole này còn có thêm cái tác dụng phụ là nó làm giảm ăn ngon, do nó khi mình sử dụng cái thuốc này á, cái miệng có vị kim loại á, cho nên nó sẽ làm giảm cảm giác ngon miệng. Cái cardionamic á, thì thường mình sử dụng qua đường tiêu hóa, qua đường uống á. Còn trong những cái trường hợp mà cơn bão giáp á, thì mình mới sử dụng đường tiêm. Và khi sử dụng cái nhóm mà Thionamide thì tất cả các thuốc thuộc nhóm này nó đều qua nhau thai hết, nó đều qua nhau thai và sữa mẹ.
Và không có nghĩa, nói vậy không có nghĩa là những người mang thai hoặc là những người đang cho con bú á, thì mình không được sử dụng cái giống thuốc này. Hay những người mang thai hoặc là cho con bú á, thì cái khi mà bị cường giáp á, thì người ta vẫn là cái Tionamic này vẫn là cái thuốc là được ưu tiên lựa chọn ha. Nhưng mà mình sẽ chọn cái thuốc nào mà nó ít qua nhau thai, ít qua sữa mẹ nhất để nó không có ảnh hưởng tới con ha. Thì nếu mà trong thời gian mang thai hoặc là trong thời gian cho con bú á, thì cái thuốc mà ít qua nhau thai và sữa mẹ nhất là BTU và Metamizole. Đây là hai cái thuốc mà được trong thời gian mang thai và cho con bú ta sẽ ưu tiên lựa chọn. Cái nhóm mà Tionamic được chỉ định cho những cái trường hợp mà bệnh nhân bị cường giáp, ví dụ như trong bệnh bazodo hoặc là u độc tuyến giáp nha. U độc tuyến giáp thì nó cũng có triệu chứng cường giáp ha. Hoặc là bệnh nhân bị cơn bão giáp, tức là cơn cường giáp mà cấp đó. Và cái nhược điểm của cái nhóm Tionamic là nó dễ tái phát, và sử dụng cái nhóm Tionamic để điều trị cường giáp đó, thì cái tỷ lệ tái phát đó, nó có thể hơn hơn tới hơn 40%, cái tỷ lệ tái phát nó hơn 40%. Cái lý do để giải thích cái lý do mà cái thuốc này á, nó khi mà điều trị cường giáp á, nó dễ tái phát, tại vì á cái bệnh mà mấy cái tình trạng cường giáp á, thì nó là cái một cái bệnh thuộc cơ chế miễn dịch, cho nên khi mà điều trị á, nó rất là dễ tái phát ha. Thì đây nè, thí dụ và để giải thích cái tình trạng cái này cho nó lớn lên đi, bệnh bazodo ha, cái gì? Cái này đó nó chạy. Đây là trường hợp, bên đây là trường hợp bình thường nè, cái tuyến yên sản xuất là tê sắc, tê sắc nó sẽ gắn lên như receptor nằm ở trên cái nang giáp, nó kích thích sản xuất ra hormone tuyến giáp. Thì khi hormone tuyến giáp nó tăng lên thì nó sẽ feedback lên trên tuyến yên để làm mà giảm tê sắc. Thì trong bệnh lý bazodo đó, thì bazodo hoặc là bệnh RA đó, thì những cái tế bào gọi là, cái bệnh này gọi là bệnh tự miễn ha, những cái tế bào miễn dịch ở trong cơ thể mình nó sẽ sản xuất ra kháng thể. Cái kháng thể này kháng với cái receptor tê sắc. Nói kháng thể này kháng với cái receptor tê sắc, nhưng mà mình hiểu là vậy, cái kháng thể này khi mà nó gắn vô cái receptor của tê sắc á, thì nó sẽ có cái tác dụng giống như là tê sắc, nó sẽ kích thích sản xuất ra những cái hormone tuyến giáp. Và khi mà cái hormone tuyến giáp này nó được sản xuất ra đó nhiều thì nó sẽ gây hội chứng cường giáp. Và cái hormone tuyến giáp này khi mà sản xuất nhiều, đồng thời nó cũng feedback lên trên cái tuyến yên làm giảm tê sắc. Cho nên ở trên bệnh nhân bị bệnh bazodo hay là bệnh bệnh RA đó, thì mấy em sẽ khám mà phát hiện thấy thứ nhất là nồng độ T3 hoặc là T4 nó tăng ở trong máu. Cái thứ hai nữa là tê sắc nó giảm, và cái thứ ba nữa là cái trong cơ trong trong máu xuất hiện cái kháng thể kháng thụ thể tê sắc, đó là những cái triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân bị bệnh bazodo. Thì cái bệnh bazodo này á, là một bệnh bệnh tự miễn, cho nên khi mình sử dụng các Tionamic á, thì khi mà nó khỏi bệnh á, thì không phải là nhờ nó ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp không, mà nó là một loại thuốc ức chế miễn dịch, nó ức chế tạo kháng thể ha. Cho nên trong khi mình điều trị bệnh bazodo đó, em thấy cái nồng độ T T4 nè, nó T3 hoặc là T4 nè, nó trở lại bình thường rồi, nó trở lại bình thường rồi. Nhưng mà nếu mà còn cái kháng thể này trong máu đó, thì nó sẽ là cái nguy cơ nó sẽ tái phát vậy đó.
tác dụng không mong muốn của những cái thuốc Thionamide. Thì cái tác dụng quan trọng nhất là cái thuốc này nó làm giảm bạch cầu hạ, nó làm giảm bạch cầu hạ. Nên nếu mà mình sử dụng cái nhóm thuốc này á, mà mình thấy cái số lượng bạch cầu hạt đó, nhỏ hơn 500 con bạch cầu trong 1 mm khối máu đó, thì phải dừng thuốc, dừng, mình phải ngưng thuốc kháng giáp, và mình sẽ sử dụng mấy cái thuốc mà kích thích để cho bạch cầu nó tăng lên rồi đó thì mới mới sử dụng trở lại được. Và trong những cái tác dụng phụ này ha, thì em chú ý ví dụ như bệnh nhân có bị đau khớp nè hoặc là nhức đầu nè, trong trường hợp này nếu mà mình sử dụng aspirin để điều trị cái tác dụng phụ của thuốc nè, thì nó em nhớ cái aspirin đó là nó cạnh tranh với nó cạnh tranh cái vị trí gắn với alpha 2 clorolin đó, cho nên nó sẽ làm nặng thêm cái triệu chứng cường giáp ha, với nó sẽ có nguy cơ gây vàng da, tắc mật hoặc là gây hoại tử tế bào gan. Và cái triệu chứng nữa là gây suy giáp, triệu chứng suy giáp. À hồi nãy quên đã nói về cái điều trị của cái chỉ định của T3 và T4 đó, có điều trị để làm giảm tác dụng phụ của nhóm thuốc kháng giáp đó. Tức là ở bệnh nhân bị cường giáp đó, khi mà sử dụng thuốc kháng giáp và để điều trị đó, thì cái phác đồ điều trị những cái thuốc nhóm Thionamide đó, thì thời gian điều trị khoảng 18 tới 24 tháng. Và có những cái trường hợp mình chưa điều trị chưa có hết cái phác đồ này thì bệnh nhân có triệu chứng suy giáp rồi. Nếu mà bệnh nhân có triệu chứng suy giáp rồi, khi mà mình mà chưa hết cái phác đồ điều trị đó, thì mình ngưng thuốc hoặc mình giảm liều thuốc đó, thì cái tình trạng cường giáp đó, thì đương nhiên nó sẽ tái phát trở lại. Ngay cả mình điều trị hết phác đồ rồi đó, nếu mà nó còn cái kháng thể đó, thì nó cũng còn có nguy cơ là nó sẽ tái phát trở lại đó, nó sẽ tái phát trở lại đó. Mà con này là mình điều trị chưa có hết phác đồ nữa mà bệnh nhân đã có triệu chứng suy giáp rồi, nếu mà mình giảm liều thuốc kháng giáp hoặc là mình ngưng sớm đó, thì nó sẽ gây cái tình trạng cường giáp nó sẽ tái phát. Do đó khi đó, đó thì mình sẽ không có giảm cái liều thuốc kháng giáp, mà mình sẽ phối hợp thêm với T4 để điều trị ha. Tức là tóm lại là khi mà bệnh nhân mà bị cường giáp đó, mà mình sử dụng cái nhóm Thionamide để điều trị đó, mà bệnh nhân có cái triệu chứng suy giáp, điều trị chưa hết phác đồ, bệnh nhân có triệu chứng suy giáp thì mình sẽ phối hợp thêm với cái T4 để mình điều trị ha, chứ mình không có giảm liều thuốc kháng giáp. Cái đây là nhóm tiêu urazin ha, nhóm thioimidazole ha. Thì khi mình điều trị á, thì có thời gian tấn công ha, có thời gian duy trì ha, và tổng thời gian điều trị này á, thì kéo dài khoảng 14 tới 18 tới 24 tháng, và có những trường hợp nó người ta sử dụng kéo dài hơn nữa. Và cái nhóm imidazole nè, tác dụng trung bình nó mạnh gấp 10 lần so với nhóm tiourazine nè, cho nên mấy em thấy cái hàm lượng nè, cái liều nè nhỏ hơn khoảng gấp 10 lần so với cái nhóm tiêu Brazil. Đây là những cái thuốc điều trị triệu chứng nè. Tại vì cái nhóm thuốc này đó, khi mà sử dụng điều trị đó, thì bệnh nhân không có cái triệu chứng cường giáp đó, nó không có cải thiện nhanh. Cho nên khi mà ở giai đoạn đầu, ở giai đoạn điều trị tấn công đó, để làm giảm những cái triệu chứng mà kích thích giao cảm đó, thì người ta có thể sử dụng thêm những cái thuốc để phối hợp ha, như là sử dụng propranolol hoặc là sử dụng mấy cái thuốc để giảm những cái triệu chứng cường giao cảm, thí dụ như là nhóm chẹn kênh canxi, mà nhóm thuốc tác dụng ưu tiên lên tim, thí dụ như là diltiazem hoặc là verapamil đó. Hoặc là nếu bệnh nhân mà bị mất ngủ thì mình có thể sử dụng mấy thuốc an thần. Thì sử dụng mấy cái thuốc mà để làm giảm nhịp tim á, thì người ta sẽ ưu tiên chọn cái propranolol á, tại vì cái propranolol này ngoài tác dụng mà trên
ngoài tác dụng trên nó làm giảm nhịp tim thì nó còn có tác dụng ức chế T4 chuyển thành T3 ở ngoại biên nữa, cho nên nó sẽ làm cải thiện triệu chứng cường giáp nhanh ha. Hoặc là thuốc an thần thì mình sẽ ưu tiên chọn cái phenol và vitan ha. Phenol và vitan nó cũng có tác dụng ức chế T4 chuyển thành T3 ở ngoại biên. Mấy em qua cái bài học hôm nay đó thì mấy em có câu hỏi gì không? Có câu hỏi gì cho cái bài này không? Em theo kịp không mấy em? Theo kịp không mấy em? Không ai trả lời cho nhỉ? Vậy thì mình nghỉ chút xíu em, nghỉ khoảng 5 phút rồi mình sẽ học tiếp bài thuốc điều trị bệnh đái tháo đường ha. Để cô coi cái thuốc bài bài thuốc điều trị bệnh đái tháo đường cô mình để cái chế độ trình chiếu được không, tại vì để cái chế độ này thì mình những cái hành động đó mình sẽ không thấy được. Vậy nghỉ chút nha mấy em. Chào, nói đi nè. Ai hỏi à, mấy em có muốn hỏi gì không? Vậy thôi ha, nghỉ nghỉ khoảng 5 phút 1 phút đi mấy em. Trong bài của mấy em là dưới 2.500 phải không? Phải không? Là để cô nói với cô Tú cái file của mấy em nhận là cái file nó bị cũ rồi đó, chứ cái còn cái kiến thức này á là cái đó của nó không phải là sai nữa, mà là cái kiến thức này nó cập nhật hơn đó. À, lúc trước đó thì người ta khi mà giảm bạch cầu hạt nhỏ hơn 2.500 con bạch cầu là người ta ngưng thuốc rồi, nhưng mà bây giờ nó là cái khuynh hướng mới, giờ tới cái số lượng bạch cầu nhỏ cho tới 5.500 con bạch cầu trong 1 ml khối nó nhỏ cỡ vậy thì người ta mới ngưng. Cô có nói vậy mấy em hiểu không? Cho nên cô nếu mà em thấy là vậy là cái bài này cô Tú gửi cho mình cái bản nó không không được cập nhật rồi đó, để cô nói với cô Tú, nhưng mà mấy em hiểu ý vậy đó, cái đó nó không phải là sai nữa, mà là bây giờ tới cái số lượng bạch cầu cỡ vậy á thì người ta mới dừng. Còn gì nữa không mấy đứa? Vậy mình nghỉ chút ha, mình nghỉ khoảng 5 phút rồi mình sẽ học tiếp.
Em ơi, chúng ta trở lại bài học nha mấy em. Bắt đầu nha. Mấy em nhìn thấy bài cô share lên không? Hai giờ cô để lên thử chế độ trình chiếu rồi mấy em nhìn dùm dùm cô coi có di chuyển slide được không ha, cô điều chỉnh lại đó mở mấy cái đấy. Cô di chuyển slide mấy em thấy không? Thấy có di chuyển không mấy em? Nó vẫn là cái slide đầu tiên hả? Dạ. Rồi. Đấy này. Cái này nó không di chuyển thì nó sẽ để cô để thử cái tự động này rồi mấy em thấy là nó có em thấy gì cái slide di chuyển không? Nó vẫn không thấy hả? Vậy làm sao ta? Ủa cô chia sẻ toàn màn hình rồi mà. Tức là cô để trên toàn màn hình rồi cô mới chia sẻ hả? Hiểu rồi, để cô coi được. Ủa chia sẻ ra toàn mình là mình vô chỗ đâu mà để mình thấy cái đó? Yeah, để cô coi. À làm lên từ đầu luôn hả? Để cô làm lên ha. Không, tại cô tắt đó, để cô làm lại. Ủa cô đâu thấy đâu, cô thấy đâu có thấy cái chỗ nào chia sẻ toàn mình đâu ta.
Dạ cô ơi, em chỉ cô nghe làm cái gì đây nè cô, là Em dạ nói đi. Em ở Linh nào? Linh dạ em ở lên của lớp IA.